Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Dạ vâng, ngày hôm nay thì Shop Điện tử Thanh Huê lên sóng phối ghép cho các bác cái bộ âm thanh trong phân khúc vừa tầm giá, dễ chơi và dễ kê bày. Và trước mắt các bác đây là cái con loa tai noi Cityring HE, em kết hợp cùng với một bộ Acouphe, gồm có chiếc đầu Acouphe DP57 và một chiếc âm ly Acouphe E360. Cái con âm ly 360 này có công suất cũng rất là khỏe, kéo được những cái dòng loa bass 40 các bác nhé. Và con này thì có cái công suất là 120W ở trở tải 4 ohm và 100W ở trở tải 8 ohm. Đó, công suất khỏe để kéo được những cái dòng loa bass 40. Em kết hợp cùng với cái cặp tai noi này thì đây là một cái bộ phối ghép vừa trong tầm giá, dễ chơi, dễ kê bày. Chiếc đầu DP57 này cũng kiêm giải mã cho các bác dễ dàng chơi và chơi đa nguồn nhạc khác nhau. Loa tai noi Citylink HE là một cái hệ thống loa với những cái cải tiến thiết kế thùng loa thay đổi từ dòng loa Citylink T2 Dub, và loa Citylink HE là cái model cao cấp gần cuối series Citylink, được cải tiến hoàn toàn so với nhiều model đi trước. Thùng loa thì được làm bằng gỗ cao cấp, tốt hơn, thẩm mỹ hơn. Loa dễ dàng phối ghép, không kén đồ đánh, chất âm cực kỳ là hay. Được trang bị bộ loa đồng trục 25cm, đầu vào cho phép 95W liên tục, tối đa 225W, mức áp suất âm thanh ở đầu ra là 91dB. Có chiều rộng là 398, chiều cao là 855, chiều sâu là 368, cân nặng là 23kg. Và với trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 91dB thì con này dễ dàng phối ghép với nhiều dòng âm ly trên thị trường. Thùng loa thì phần thiết kế các bác quan sát, cái tấm mê căng ở trước thì em bỏ ra rồi. Hai bên cạnh của loa đây là hai lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi thì được thiết kế ở hai bên cạnh hông của loa. Loa thì đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Nói chung là cặp loa này thì rất là đẹp và với mức giá rất là tốt cho bác. Mức giá chỉ 73 triệu cái cặp loa này. Và bên em thì bao ship toàn quốc cho bác. Các bác quan sát về cái phần hông sườn giúp em. Đó, rất là đẹp. Và tiếp theo đây là phía đằng sau của loa này. Loa cực kỳ là đẹp các bác ạ. Căng cũng rất là đẹp luôn. Đó, hông sườn còn lại đây. Nói chung là dòng loa này thì rất là đẹp các bác nhé. Đó, đây là phần trước mặt này. Hai con loa đều đẹp như nhau. Em quay một vòng cho bác được quan sát. Đây là hông sườn này. Chất âm của cái dòng này thì chất âm rất là tuyệt vời trong phân khúc các bác nhé. Đó, đây là phía đằng sau này. Về cái chất âm của loa đồng trục thì các bác yên tâm, chất âm rất là chi tiết, đồng đều. Đó, đây là phía đằng trước. Và em kết hợp cùng với cái bộ Acouphe này, các bác yên tâm, đây là một cái bộ phối ghép có cái chất lượng rất là tuyệt vời trong phân khúc. Em khẳng định với các bác nên sử dụng, nên chơi cái bộ âm thanh này khi các bác kết hợp cùng với tai noi và Acouphe, thì đây là một hai cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và hai cái thương hiệu này kết hợp với nhau cho ra cái chất lượng âm thanh thì hoàn hảo. Về phần cái con âm ly Acouphe 360 này là cái model được cải tiến nhiều so với cái model đi trước như 350. Đó, ở cái con này thì đã có cái thiết kế cải tiến và sang trọng, đẹp mắt. Ở chính giữa vẫn là hai cái đồng hồ vu đặc trưng của nhà Acouphe và với cái mặt pha nhôm vàng chanh cực kỳ là đẹp mắt, kết hợp cùng với một chiếc đầu DP57 cũng khuôn mặt vàng chanh. Đó, combo này rất là hoàn hảo các bác nhé. Các bác qua có thể tham khảo cái bộ phối ghép này ở tại kênh em. Con 360 thì có mức giá là 68 triệu. Đó, mức giá rất là tuyệt vời cho các bác. Âm ly E360 có hai cái nút chỉnh to, một bên là volume và một bên là input, là đường vào các bác nhé. 360 thì có 7 ngõ vào, bao gồm 5 ngõ RCA và 2 ngõ ba năng. Hai cổng kết nối chờ sẵn để cắm bo mạch tùy chọn. Con này thì có cái cân nặng là khoảng 22kg và chiều rộng là 465, chiều cao 171, chiều sâu là 422mm, trở kháng tải 4-16 ohm. Tiếp theo, con phía bên trên là cái con đầu DP57, có cái kích thước chiều rộng là 475, chiều cao 140, chiều sâu 395mm. Và chiếc đầu DP57 này thì có mức giá là 52,8 triệu. Đương nhiên các bác khi mua combo sản phẩm bên em thì sẽ có mức giá tốt hơn khi các bác mua cái bộ phối ghép này. Mua cả bộ thì bên em sẽ có mức giá tốt nhất cho các bác. Mọi chi tiết các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0333 289 289. Ngay bây giờ thì Điện tử Thanh Huê sẽ tiến tới lại gần để cho các bác quan sát được kỹ chi tiết toàn bộ cái bộ phối ghép này. Đó, đây là phần mặt của chiếc âm ly và chiếc đầu này các bác nhé. DP57 này, âm ly E360 này, các bác quan sát mặt phai nhôm vàng chanh cực kỳ là đẹp mắt và đặc biệt không có một cái điểm trừ nào các bác nhé. Đó, em để máy quay rất là gần để cho các bác quan sát thật kỹ.
đây mặt máy đây. Đó, mọi chi tiết đều rất là đẹp. Con này, đây là input này, bên kia là volume và chính giữa là hai cái đồng hồ vu hiển thị. Đây, rất là đẹp mắt luôn. Và những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường thì nằm phía bên trong nắp pen đây các bác quan sát nhé. Đó, rất là đẹp mắt luôn, đầy đủ các chế độ điều chỉnh của một chiếc âm ly cao cấp ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Chiếc đầu, chút nữa thì em sẽ test nhạc và cũng như là test luôn cái phần chức năng đầu này cho các bác được quan sát. Mắt đọc rất là nhanh và bộ cơ thì rất là mềm, mượt. Mắt đọc cực kỳ là nhanh và chính xác các bác nhé. Đó, đây là trên nóc này. Chút nữa thì em sẽ tắt nguồn và quay cho các bác quan sát được một vòng của cái combo Acouphe này. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Về phần loa đây các bác quan sát giúp em. Đó, bát rất là đẹp luôn các bác quan sát này. Cực kỳ là đẹp mắt ạ. Đẹp zin tuyệt đối các bác nhá. Mà mức giá thì rất là tốt cho các bác tại thời điểm hiện tại. Các bác nên mua sắm luôn từ bây giờ để Tết có bộ trưng bày Sterling HE các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Con này thì em vừa quay một vòng rồi. Các bác cần cái hình ảnh chi tiết cụ thể thì các bác cứ nhắn cho em để em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hoặc là video test nhạc cho các bác. Đó, hai con đều đẹp như nhau các bác ạ. Các bác quan sát cái phần bát giúp em. Đó, rất là đẹp luôn. Không hề có cái điểm trừ gì các bác nhé. Căng đẹp zin tuyệt đối và em đã tháo sẵn ra rồi. Em sẽ quay cho các bác cái phần con Acouphe này. Đó, các bác quan sát cái phần hông này. Đó, đây là phía đằng sau này. Một bộ phối ghép với mức giá rất là tốt cho các bác. Đó. Và căng đây, căng em bỏ sẵn ra đây. Đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đó. Ngay bây giờ thì em sẽ xin phép mở nhạc để mời các bác cùng em thưởng thức cái chất âm của bộ phối ghép này. Gian dối để bước phong trào.
đời hiện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gọn gọn yêu thương quê nhà giờ hết cho người thì xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, cho anh kiếm anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tìm bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững